Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị nha. Chào các anh em bẫy chim trên mọi miền đất nước nha. Thì hôm nay dạng vô đây quýnh cu đất với anh Quân. Hai anh em đi quýnh bầy cu này đổ nha các cô chú anh chị. Các cô chú anh chị đón xem nha. Anh Quân nói bữa nay nó bay nhiều lắm các cô chú anh chị ơi. Thì bữa nay bầy cu đất này thì nó cũng mình cũng bẫy mấy lần rồi nha các cô chú anh chị. Thì thôi dạng cũng không nói nhiều nữa, đầu video dạng cũng xin chúc sức khỏe các cô chú anh chị và các anh em bầy chim, các em thiếu nhi trên mọi miền đất nước được dồi dào sức khỏe nha. Rồi đây thì giờ dạng làm lưới vừa xong đó, làm lưới xong rồi thì dạng ra đây ngồi chút xíu dạng vô khung nghe các cô chú anh chị, rồi chừng nào dạng quýnh dạng quay cho các cô chú anh chị xem. Ba em chim chiền đó cô chú anh chị ơi, đây chiền nha, ba em chiền không à, đó cái đầu ba em,
hai em. Đây các bạn, hai em nè, quá đã nha. Cu ở đây cái ngực nó bị dính cái gì các bạn ơi, dầu hay gì á, dầu mỡ gì không biết nè, dính nè đó, nó ghẻ lông ghẻ cái gì nè. Hai em này sáng giờ ăn gáy ở đây nè cô chú anh chị. Con này là trống nè, gáy dữ lắm. Vậy cu này gáy dữ lắm các cô chú anh chị ơi. Con cu này thì nó cũng gáy dữ nè, cu này gáy dữ lắm. Bồm. Đó. Cu này nuôi vài ngày đẹp đợi nghe các cô chú anh chị. Rồi. Tiếp tục.
cua trắng giờ đậu đó. Đây các cô chú anh chị. Hàng này là hàng lão tướng nha. Lão tướng nha các cô chú anh chị nè. Hổm giờ mới bắt được con. Con này. Đó. Thấy không? Quá đã. Đó, hàng này là hàng lão tướng nè, cái còm của nó nè. Đó. Hết nó còm. Bộ còm hết nói luôn. Hàng này gáy đây cũng dữ lắm mà. Bà cô này các cô chú anh chị nghe nó gáy. Không ghiền là thôi á. Gáy dữ lắm các cô chú anh chị ơi. Nói chung là hơi ồn nha. Rồi cái con cu này nó dính cái gì nè các cô chú anh chị. Đây nè. Đó. Con cu này ghét mà nó đen cỡ này luôn nè. Nó già. Cuối thọn cu này ghê thiệt đó. Nè, giò đỏ ao luôn. Già quá già rồi. Đó, con cu này đúng cu trống luôn. Đúng cu trống luôn nha các cô chú anh chị. Mà nó già. Cái giò hết nó cái giò bự. Đó, quy. Đó, quy đặt kẹo con cu này nó già kìa bằng hết nói rồi. Mỏ nè. Cu này hết nó già nha các cô chú anh chị, mỏ bự con. Cu này hết nó bự, con cu này lão tướng ở đây nha các cô chú anh chị nè, chân nè, bằng chân của nó nè. Đó, bằng chân của nó nè. Trống 100% luôn con này. Cu này quy của nó hết nó quy cái bộ quy của nó nè. Đó. Rồi, vô tiếp tục nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị ơi. Chim tơ nha. Chim tơ mà nó bự cô chú anh chị ơi. Chim tơ mà nó đen thì lì như vậy nè. Cu đây nó không biết nó ăn cái gì nha cô chú anh chị. Nó ăn cái gì mà coi nó dính nè. Chim tơ bự chà bá luôn mà tưởng nó con chim già không à. Đó, dính ba con chim sẻ. Ba chim sẻ luôn. Cái cu mà cứ dính chim sẻ đó nghe các cô chú anh chị. Cu cũng dính chim sẻ nè nè. Đó.
một em nữa các bạn ơi, hai em sảy hết em rồi. Em này hàng to luôn, hàng to đẹp trai luôn rồi, to đẹp trai luôn. Bây giờ cũng dài rồi nha các bạn, thì mình xin gác máy lại để các cô chú anh chị xem lâu cũng mất cái thời gian của cô chú anh chị, để chiều dạng quay thành quả cho cô chú anh chị xem nha. Để cô chú anh chị xem thời gian lâu quá cũng mất cái thời gian của cô chú anh chị nha. Thời gian là tiền là bạc nha cô chú anh chị. Rồi để chiều dạng quay thành quả cho cô chú anh chị xem nha. Đây, giờ thành quả của mình đây các cô chú anh chị ơi. Đó, 10 em nha. Em nào em nấy móc còi. À, em nào nấy à. Mày cu này cái ngực cũng đen đen không à các cô chú anh chị ơi. 10 em à. Nói chung là bị cu này bữa nay không được đẹp mấy, có một hai em đẹp đẹp à. Đó, có em này là các cô chú anh chị thấy à, đã không? Đó đây em nữa nè. Đó, còm nhiều. Hai em, ba em gì à. Hai ba em gì đẹp ha cô chú anh chị, còn nhiêu nè coi nè. Này lão tướng gì đâu không à, cái này về phải tắm xà bông nó mới sạch được. Bị cái gì đâu không, bữa nay cũng được 10 em thôi. Dạng cũng xin kết thúc video đây luôn nha các cô chú anh chị. Xem video cho dạng xin đăng ký kênh, một like và một chia sẻ nha các cô chú anh chị. Cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều. Bye bye.